Iran công bố video vụ tấn công tên lửa vào mục tiêu quân sự của Israel. Tiết lộ loại vũ khí Iran sử dụng để tấn công Israel. Israel cho học sinh nghỉ học để quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nga lên kế hoạch chuẩn bị trận chiến lớn, dồn lực kiểm soát thêm lãnh thổ ở Ukraine. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo một tuyên bố do hãng thông tấn IRNA đăng tải mới đây, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một số tên lửa và máy bay không người lái UAV trong cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Israel đã thành công. Lực lượng trên nói rằng cuộc tấn công nhắm đến một số mục tiêu quân sự quan trọng nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào. Iran đã thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Israel để đáp trả vụ tấn công được cho là của Israel vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria. Truyền thông Israel và phương Tây đưa tin, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã triển khai hơn 100 UAV trong cuộc không kích đáp trả. Truyền thông Iran đăng tải nhiều đoạn clip ngắn lên mạng xã hội, được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa bắn trúng mục tiêu ở Israel. Jerusalem cho đến nay vẫn chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào do cuộc tấn công của Iran gây ra. Trong tuyên bố của mình, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rõ ràng với Mỹ rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào mà Washington có thể cung cấp cho Israel nhằm làm tổn hại đến lợi ích của Iran sẽ vấp phải phản ứng quyết đoán của Iran. Tuyên bố cho biết thêm, Tehran cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về những hành động xấu của Jerusalem. Iran cũng cảnh báo các nước láng giềng không hỗ trợ Mỹ hoặc Israel trong các cuộc tấn công tiềm tàng chống lại nước này. Tehran cũng cho biết sẽ đưa ra phản ứng tương xứng đối với những hành động như vậy. Sau vụ tấn công, truyền thông Israel đưa tin Jerusalem đang lên kế hoạch trả đũa quy mô lớn đối với các cuộc tấn công của Iran. Kênh truyền hình 12 dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel cho biết một phản ứng chưa từng có đối với cuộc tấn công đang được thực hiện. Ngày 14 tháng 4, đài CNBC dẫn lời người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, tính đến 7 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái UAV cùng một số tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đã được khai hỏa từ Iran bay về phía Israel trong vài giờ qua. Chuẩn đô đốc Hagari thông báo, phần lớn các tên lửa và UAV đều bị đánh chặn nhờ sự giúp đỡ từ các đồng minh của Israel. Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ ODNI ước tính Iran được trang bị nhiều tên lửa nhất trong khu vực. Theo thông tin từ kênh truyền hình Channel 12 của Israel, các tên lửa đạn đạo phóng từ phía Iran chỉ mất vỏn vẹn 12 phút để đến được Israel, trong khi các tên lửa hành trình sẽ mất 2 giờ. UAV mất 9 giờ để đi từ Iran đến Israel. Trước đó không lâu, hãng thông tấn ISNA của Iran đã công bố hình ảnh 9 tên lửa đạn đạo mà họ cho rằng có thể vươn đến Israel, trong đó gồm tên lửa 2 tầng Sejin có khả năng bay với tốc độ 17.000 km/h, tầm bay đạt 2.500 km, tên lửa K-3 với tầm bay 2.000 km, tên lửa Ha-Qasem có tầm bắn 1.400 km, mang theo đầu đạn trọng lượng 50 kg. Báo Al-Mazadin của Ả Rập thông tin cho biết Sejin là tên lửa đạn đạo tầm trung 2 tầng, có tốc độ chính xác cao và có thể mang theo 500 kg thuốc nổ. Trước đó hồi tháng 2 năm nay, báo Ansa Al-Assad đưa tin phía Iran công bố hệ thống phòng không mới với hệ thống tên lửa đạn đạo Aman và hệ thống phòng không tầm thấp Azarak. Thông báo của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia Mỹ cảnh báo ngành công nghiệp vũ khí của Tehran đang phát triển một cách chóng mặt, biến nước này thành nhà cung cấp vũ khí mới nổi trên toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Mohammad Reza Astiani đã tiết lộ rằng hệ thống tên lửa Aman có thể đối đầu với 6 mục tiêu cùng một lúc ở khoảng cách từ 120 đến 180 km. Trong khi đó, hệ thống phòng không Azarak có thể xác định và tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 50 km. Về các UAV, hãng thông tấn IRNA của Iran ghi nhận một số chiếc UAV Shahed-136 bay qua bầu trời Iran rạng sáng ngày 14 tháng 4. Đáng chú ý, Shahed là một chủ đề nhạy cảm trong cuộc chiến Ukraine. Phương Tây không ít lần cáo buộc Iran bán Shahed cho Nga dùng tại Ukraine. Một tướng đã nghỉ hưu của Israel, ông Amos Zadlin nói với kênh Channel 12 rằng mỗi chiếc UAV của Iran được trang bị 20 kg chất nổ. Đài CNN đưa tin, hai quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông đã đánh chặn một số UAV của Iran nhằm vào Israel vào rạng sáng ngày 14 tháng 4. Tuy nhiên, nguồn tin này không nói rõ các UAV bị đánh chặn thuộc loại nào, bị bắn hạ như thế nào và ở đâu. Trước tình hình căng thẳng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight sẽ gia nhập cùng tàu sân bay USS Gerald Ford
đang hiện diện ở phía đông Địa Trung Hải, gần Israel từ ngày 14 tháng 10 năm 2023. Đài ABC News nhận xét rằng Israel đang sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng nhắm đến các tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, với cuộc tấn công quy mô lớn, triển khai nhiều UAV và tên lửa như chiến dịch mà Iran phát động vào rạng sáng hôm 14 tháng 4, có khả năng sẽ nhấn chìm Israel trong biển lửa, người phát ngôn IDF Hagari tuyên bố. Máy bay của chúng tôi vẫn đang ở trên không để đánh chặn các mục tiêu và chúng tôi sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa sẽ đến với Israel. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần làm để bảo vệ nhà nước Israel. Hệ thống phòng sắt của Israel đã tiến hành các cuộc đánh chặn ở một số địa điểm. Còi báo động vang lên nhiều nơi ở Israel khi hệ thống phòng không được kích hoạt. Các vụ đánh chặn được quan sát thấy từ nhiều khu vực của Israel, bao gồm thành phố Safed, vùng Hanaton, khu vực gần Modin Maccabim Reirut, Nazareth và cao nguyên Golan. Ngoài ra, khu vực Besaba, Biển Chết và Hebron ở bờ Tây cùng với cao nguyên Golan ở biên giới với Syria đã báo cáo về một số vụ nổ. Ngày 13 tháng 4, trước dịp lễ Quá Hải, nhà chức trách Israel đã yêu cầu học sinh không tới trường và đình chỉ các hoạt động khác của thanh niên được lên kế hoạch cho những ngày tới, đồng thời đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao do lo sợ khả năng Iran tiến hành tấn công. Phát biểu họp báo, người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết hàng chục máy bay chiến đấu đã được triển khai trên không như một phần của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này đang theo dõi chặt chẽ một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch của Iran và các đồng minh của Tehran trong khu vực nhằm vào Israel. Gallant khuyến cáo người dân Israel nên chú ý đến bất kỳ mệnh lệnh nào do Bộ Tư lệnh Hậu phương của quân đội ban hành. Bộ Tư lệnh Hậu phương là nơi lập bản đồ các tên lửa đang bay tới và các mối đe dọa trên không khác để cho công chúng cân nhắc có nên trú ẩn hay không. Căng thẳng giữa Iran và Israel đang ngày một leo thang vụ tấn công vào tòa nhà văn phòng lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Syria ngày 1 tháng 4. Ngay trong ngày 13 tháng 4, IRGC đã bắt giữ một tàu vận tải có liên quan đến chính quyền Israel ở vùng vịnh. Ngày 13 tháng 4, Financial Times FT của Anh dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên cho biết các lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè nhằm giành thêm các vùng lãnh thổ ở các tỉnh Donetsk, Kherson, Lugansk và Zaporizhia mà Ukraine đang kiểm soát một phần. AFP đưa tin, các quan chức Ukraine cũng nói rằng Nga có thể lên kế hoạch tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine gần biên giới Nga. Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Cuối năm 2022, Nga tiếp tục sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia đều qua hình thức trưng cầu dân ý. Moscow chưa hoàn toàn kiểm soát các khu vực này, trong khi Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, khôi phục đường biên giới năm 1991, trong bối cảnh gói viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine vẫn bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để đẩy lùi các cuộc tấn công ngày càng tăng của Nga theo nhiều hướng. Các quan chức nước ngoài và Ukraine đều cho rằng việc thiếu viện trợ của Mỹ đã bắt đầu làm suy yếu vị thế của Ukraine trên chiến trường. Họ cũng cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu Ukraine không được nhận thêm viện trợ quân sự mới. Cũng trong ngày 13 tháng 4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây khi Nga tăng cường các nỗ lực tấn công. Theo ông Syrsky, thời tiết ấm áp, khô ráo đã tạo điều kiện cho Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng xe bọc thép ở các khu vực Bakhmut, Liman và Perov. Quân đội Nga gần đây đang tập trung nỗ lực tiến công gần vùng Chasovia ở tỉnh Donetsk, cách thành phố Donetsk khoảng 70 km về phía Tây Bắc và cách thành phố Bakhmut khoảng 10 km về phía Tây. Theo quân đội Ukraine, Nga coi việc giành quyền kiểm soát Chasovia là một cột mốc quan trọng cho những bước tiến xa hơn về phía Tây tới Konstantinivka, Kramatorsk và Slovyansk. Ông Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ cho biết, nếu Nga giành được Chasovia, họ có thể tăng tốc độ tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk. Cựu tư lệnh quân đội Anh, Đại tướng Richard Barons mới đây nhận định rằng Ukraine có nguy cơ nghiêm trọng sụp đổ phòng tuyến và hứng thất bại trước đà tiến trên nhiều hướng của Nga.
Tướng Barons nói, khi tới thời điểm đó, lý do nào để người Ukraine muốn chiến đấu và chết để bảo vệ những thứ mà họ không thể bảo vệ được? Ukraine vẫn chưa tới thời điểm như vậy, song quân đội nước này đang cạn kiệt nghiêm trọng đạn dược, binh sĩ và hệ thống phòng không. Cuộc phản công quy mô lớn năm ngoái của Ukraine đã thất bại trong mục tiêu đẩy lực lượng Nga khỏi những nơi họ kiểm soát. Quân đội Nga đang chuẩn bị cho chiến dịch tiến công vào mùa hè. Ông Barons nhận định, hình thái của chiến dịch này khá rõ ràng. Ông cho biết, chúng ta đang thấy lực lượng Nga lấn lướt trên tiền tuyến, tận dụng lợi thế 5 trọi 1 về pháo binh, đạn dược và nhân lực dồi dào, đồng thời tăng cường dùng vũ khí mới. Trong số vũ khí mới của Nga có bom lượn FAB các cỡ, vốn là bom thông thường từ thời Liên Xô, được trang bị cách dẫn đường và hệ thống định vị. Các mẫu bom FAB có thể nặng 250 kg đến 1,5 tấn, đang hủy diệt hệ thống phòng tuyến của Ukraine. Tướng Baron dự đoán, vào lúc nào đó trong mùa hè, chúng ta sẽ chứng kiến đợt tấn công quy mô lớn của Nga, nhằm đạt nhiều mục đích hơn là những cuộc tiến công nhỏ để chọc thủng phòng tuyến Ukraine. Lực lượng Nga có thể đột phá và tràn vào những khu vực mà Ukraine không thể ngăn được họ. Trước đó vào năm 2023, Nga biết chính xác nơi Ukraine có khả năng phản công, trong đó có mũi từ Zaporizhia về phía nam tới bờ biển Azov. Họ đã lên kế hoạch phòng thủ phù hợp và ngăn chặn thành công bước tiến của Ukraine. Tình thế hiện nay hoàn toàn khác khi Ukraine không thể đoán được Nga sẽ tấn công ở đâu tiếp theo. Chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Rusi, ông Jack Walling nhận định, một trong những thách thức mà Ukraine phải gặp là Nga có thể chọn nơi triển khai lực lượng, chiến tuyến rất dài và Ukraine phải bảo vệ toàn bộ. Tuy nhiên, do thiếu lực lượng, Ukraine không thể dàn quân ra khắp tiền tuyến. Ông Walling dự báo Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ trong đợt tiến công tới của Nga. Ông Walling nói, câu hỏi đặt ra là bao nhiêu và đô thị nào sẽ bị ảnh hưởng. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga có thể chưa xác định đâu là hướng tiến quân chính. Các chuyên gia cho biết, Kharkov, tỉnh đông bắc Ukraine chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Nga nhắm tới. Nga gần đây tập kích Kharkov mỗi ngày. Phòng không Ukraine tại Kharkov không đủ khả năng để ngăn chiến thuật tấn công phối hợp giữa máy bay không người lái UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vào đây. Ông Barons dự báo, theo tôi, chiến dịch tấn công năm nay của Nga sẽ nhằm vào mục tiêu ngoài vùng Donbass. Họ sẽ để mắt tới mục tiêu lớn thành phố Kharkov, thủ phủ tỉnh cùng tên, nằm cách biên giới khoảng 29 km. Ukraine vẫn có thể tồn tại nếu Kharkov thất thủ, song đây sẽ là đòn thảm khốc giáng vào tinh thần và nền kinh tế nước này, các chuyên gia Anh cảnh báo. Giao tranh tại vùng Donbass bao gồm tỉnh Donetsk và Lugansk diễn ra từ năm 2014 khi phe ly khai thân Nga giành chính quyền tại đây. Tháng 10 năm 2022, Nga sắp nhập Lugansk, Donetsk cùng Zaporizhia và Kherson vào lãnh thổ. Vùng Donbass là nơi phần lớn giao tranh trên bộ diễn ra trong 18 tháng qua. Điều gây tranh cãi nhất là Ukraine đã dồn nguồn lực lớn để cố thủ tại Bakhmut và Avdiivka, hai thành phố mà họ sau đó để rơi vào tay Nga. Việc thất thủ tại hai thành phố này khiến Ukraine mất lượng đáng kể binh sĩ có khả năng tác chiến tốt nhất. Ukraine tuyên bố chiến dịch phòng thủ tại Bakhmut và Avdiivka gây thương vong cao cho lực lượng Nga. Tuy nhiên, Nga có nhiều quân hơn để tiếp tục chiến dịch, còn Ukraine thì không.